Bình Thuận, một tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Nhắc đến Bình Thuận, người ta sẽ nghĩ ngay đến những danh lam thắng cảnh, những địa điểm du lịch nổi tiếng. Với địa hình đặc thù thu hút du khách trong và ngoài nước là biển xanh, cát trắng, với những đồi dương xanh mơn mởn, Bình Thuận còn nổi tiếng với sự thân thiện của người dân hiền hòa tại nơi đây. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Bình Thuận vô tình được nhắc đến bởi những vụ án thương tâm và rúng động dư luận khắp cả nước. Những giọt nước mắt mặn chát hòa vào biển, những hàng dương xanh bỗng nhuộm màu đau thương, những vụ án cực kỳ khó khăn, thách thức luôn cả lực lượng cơ quan công an, gây xáo trộn cả vùng ngư dân nghèo vốn hiền lành và thanh bình. Ngày 4 tháng 4 năm 2016, cơ quan công an huyện Tuy Phong nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân về sự việc con trai họ là cháu Nguyễn Anh Minh, học sinh lớp 5 trường tiểu học Liên Hương đã bị mất tích sau buổi chiều đi học võ tại trường. Điều đáng chú ý đó chính là sau khi cháu Minh mất tích, gia đình đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Tôi đang giữ con trai ông bà, chuẩn bị 200 triệu tiền chuộc. Nếu không, con ông bà sẽ bị giết." Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, công an huyện Tuy Phong nhanh chóng gửi tin báo đến phòng cảnh sát hình sự BC45 trực thuộc công an tỉnh Bình Thuận để phối hợp xử lý. Ngay lập tức, phòng cảnh sát hình sự tổ chức ngay cuộc họp khẩn cấp, thành lập ban chuyên án, đồng thời cử những trinh sát có bề dày kinh nghiệm xuống khu vực gia đình cháu bé để xác minh và tìm hiểu sự việc. Không giống như những vụ án khác, công tác điều tra của lực lượng công an tỉnh Bình Thuận cần sử dụng nhiều hơn đến những chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những kinh nghiệm của mình. Bởi lẽ, đối với vụ án này, không hề có hiện trường để lại. Tất cả những thông tin có được đều thu thập từ người nhà của cháu mình và bà con xung quanh khu vực. Những ngày này, thông tin cháu mình bị mất tích đã làm xáo động cả một vùng quê hẻo lánh. Chị Trúc, mẹ cháu mình vẫn còn thẫn thờ và đau đớn ngóng trông tìm kiếm thông tin của con trai mình. Khi trinh sát đến nhà tìm hiểu, chị Trúc kể Minh là một cháu bé rất ngoan ngoãn, là một học sinh giỏi nhiều năm liền. Không những vậy, Minh còn tham gia vào lớp học võ tại trường nên có thể trạng rất khỏe. Hằng ngày bé đi học được cha đưa đón. Ngày hôm đó, sau khi chồng chị chở Minh đến lớp học võ thì đến chiều lên trường để đón bé về thì không thấy bé đâu cả. Anh chị tức tốc đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Đến chiều tối thì gia đình nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung đòi tiền chuộc. Chị cũng cung cấp thêm những mối quan hệ của gia đình. Trong đó, nổi trội nhất là Trần Văn Long, 28 tuổi, một thanh niên trong xóm, nghề nghiệp không ổn định. Long có thiếu gia đình chị Trúc số tiền là 8 triệu đồng. Cách đó vài ngày trước khi xảy ra sự việc cháu mình bị mất tích, chị Trúc đã đòi tiền anh Long và có cự cãi qua lại. Đồng thời cũng trong ngày hôm đó, chị nhìn thấy anh Long đến rủ rê cháu mình đi chơi, nhưng đã bị chị cấm cản và tiếp tục cãi vã nhau. Đây chính là nguồn tin vô cùng đắt giá cho lực lượng cơ quan điều tra. Long ngay lập tức rơi vào tầm kiểm soát và truy tìm của các trinh sát. Long nhanh chóng bị bắt và đưa về cơ quan để lấy lời khai.
với điều tra viên, Long thừa nhận mình có thiếu nợ gia đình của chị Trúc và ngày hôm đó có ý định dắt Minh đi chơi trong xóm. Tuy nhiên, Long không thừa nhận hành vi bắt cóc và cũng không giam giữ cháu Minh. Sau khi điều tra viên hỏi về thời gian sinh hoạt ngày hôm đó, Long trả lời sau khi cự cãi với chị Trúc xong, Long đi làm thanh long từ trưa cho đến chiều tối. Ông chủ vườn thanh long là người làm chung với y ngày hôm đó. Ngay lập tức, cơ quan công an cử người xuống vườn thanh long nơi Long làm việc. Chú Sáu, chủ vườn, cũng là người đã làm việc chung với y ngày hôm đó cho hay, suốt từ trưa ngày 4 tháng 4 năm 2016 đến tối khuya, Long đã làm vườn cùng với anh Sáu. Sau khi trả xong tiền công, Long ra về. Sáng thấy khoảng thời gian cháu Minh đến trường và mất tích trùng khớp với thời gian nghi phạm làm việc, Long đã được cơ quan công an cho về sau khi có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, vẫn cử theo lực lượng trinh sát để theo dõi. Đến lúc này, sự việc đã được sự quan tâm từ Bộ Công an cho đến quần chúng nhân dân khắp cả nước, tạo một áp lực vô cùng lớn lên đôi vai của các chiến sĩ công an tỉnh Bình Thuận. Bởi ngay lúc này, mục tiêu lớn nhất đó chính là giữ được sự an toàn cho cháu Minh. Các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi, tìm hiểu và thu thập thêm nhiều thông tin từ quần chúng nhân dân. Trong đó có một nguồn tin đắt giá cho hay, vào chiều ngày hôm đó, mình đứng ở cổng trường đợi cha lên đón về, thì một số người dân lân cận nhìn thấy có một phụ nữ ăn giận kín đáo đến nói chuyện và dắt cháu Minh đi. Sau đó thì họ không thấy cháu Minh nữa. Thông tin về người phụ nữ làm mặt đã được cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm. Câu hỏi được đặt ra, đây liệu có phải chỉ là đường dây bắt cóc tống tiền hay là một tổ chức bắt cóc trẻ em để lấy nội tạng như những hoang mang vừa qua của bà con cả nước. Đang trong giây phút căng thẳng khi xác minh về danh tính của người phụ nữ làm mặt, thì cơ quan công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân báo đến là người phụ nữ đó đang xuất hiện ở khu vực bờ sông gần trường học của cháu Minh. Ngay lập tức, trinh sát khu vực di chuyển đến ngay địa điểm và bắt giả y về cơ quan để lấy lời khai. Trong quá trình lấy lời khai, người phụ nữ này có những hành động cũng như biểu hiện bất thường, gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác lấy thông tin. Trước những biểu hiện bất thường từ người phụ nữ lạ mặt, lực lượng điều tra viên nhận được thông tin bệnh án của y. Theo xác minh của trinh sát, y tên Lê Thị Hoa, 25 tuổi, ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Sau khi em trai mình bị tai nạn và qua đời, chị Hoa đã bị chấn động tâm lý và có biểu hiện tâm thần cho đến nay. Dạo gần đây, chị Hoa thường xuyên trốn nhà đi lang thang đến các trường học và luôn nghĩ các em học sinh là em trai của mình. Với những bằng chứng ngoại phạm, lực lượng điều tra viên phải liên hệ với người nhà để đưa chị về. Khi chuẩn bị về, chị liên tục nói: "Cứu giùm em trai tôi với, tôi đón nó đi học về mà bị ông kia đến giật tay chở đi rồi." Tia hy vọng cuối cùng của vụ án dục tắt, tất cả quay về con số 0. Những ngày này, báo chí và dư luận đang ngóng tin, theo dõi vụ việc, khiến cho đại tá Đinh Kim Lập thêm suy tư và trằn trọc. Tiếng khóc đau đớn mong tin con của bà mẹ trẻ, hình ảnh những người thân trong gia đình khổ sở vì bị mất cháu, càng tạo thêm động lực và quyết tâm cùng với đồng đội của mình phá nhanh vụ án. Đồng thời, các lực lượng trinh sát cũng ngày đêm bên cạnh gia đình động viên, an ủi và hướng dẫn cách để lấy thêm thông tin từ thủ phạm. Một số các trinh sát cũng tiếp tục theo dõi điều tra, tất cả vẫn chìm trong vô vọng. Cùng lúc đó, đại tá Đinh Kim Lập nhận được cuộc gọi của mẹ cháu Minh rằng vừa nhận được thêm tin nhắn tống tiền của đối tượng được cho là đang giam giữ cháu bé. Nhưng lần này số tiền yêu cầu từ 200 triệu đồng giảm xuống chỉ còn 60 triệu đồng. Ban chuyên án nhanh chóng mở cuộc họp kín khoanh vùng và phân tích.
Ngay lúc này, câu nói của người đàn bà tâm thần được khơi lại. Chi tiết người đàn ông chở cháu bé đi đã được quan tâm nhiều hơn. Theo lời kể từ gia đình, Minh là một học sinh ngoan hiền, rất biết nghe lời cha mẹ. Vậy có khả năng người đang giữ cháu Minh rất có thể là một người quen với gia đình, thậm chí có thể là người có mối quan hệ thân thiết với mình, thì cháu bé mới đồng ý lên xe cho đi. Và cũng chỉ những người thân thiết mới biết rõ điều kiện của gia đình. Bởi lẽ những tin nhắn tống tiền được gửi đến trùng hợp với những thời điểm mà nhà chị Trúc đang thu hoạch thanh long. Lúc này cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Nổi bật nhất là Huỳnh Văn Vũ, 25 tuổi, là một thanh niên lêu lỏng, ăn chơi, người cùng xóm với gia đình của chị Trúc. Liệu đây có phải là hung thủ thật sự? Sự nhạy bén và nghi ngờ của ban chuyên án lần này liệu có chính xác hay không? Vụ án phải chăng đã thực sự dần hé lộ? Sau khi nhận được tin nhắn tống tiền, chị Trúc âm thầm đi đến điểm hẹn để giao tiền cho đối tượng. Khoảng ít phút sau khi chị Trúc rời đi, một đối tượng bịt kín mặt xuất hiện và lấy một vật giống như gói tiền mà chị Trúc vừa trao. Ngay lập tức, trinh sát khu vực thông báo cho đồng đội theo dõi người thanh niên này về tận nhà. Lúc này, chân tướng đang dần hé lộ. Phía sau lớp khẩu trang kia, đó chính là Vũ. Trong khi đang ngồi đếm tiền, trinh sát theo dõi và quan sát xung quanh căn nhà thì không phát hiện ra cháu Minh. Nhận thấy có thể y hoạt động cùng với đồng bọn của mình, trinh sát không vội manh động, ghi nhận thông tin và ngay lúc này con chốt bài đã lộ diện. Mọi sinh hoạt và hoạt động của Vũ ngay lập tức được kiểm soát trong tầm ngắm của trinh sát ngoại tuyến. Đồng thời, trinh sát cũng tìm đến chị Trúc để xác minh mối quan hệ của gia đình với đối tượng Vũ. Chị cho biết, Vũ là một người rất thân thiết với gia đình. Vũ thường phụ giúp gia đình làm vườn, chơi rất thân với bé Minh. Cả hai như anh em ruột thịt. Thậm chí, trong những ngày xảy ra sự việc bé Minh bị mất tích, Vũ còn cùng với gia đình đi tìm kiếm và luôn bên cạnh động viên, an ủi gia đình. Ban chuyên án lại tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn trương và ra ngày quyết định truy bắt và áp giải đối tượng Vũ về cơ quan điều tra. Khi nhìn thấy có người theo dõi, Vũ vội vàng bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lực lượng trinh sát. Y đã bị áp giải về cơ quan để lấy lời khai. Đối diện với điều tra viên, Vũ quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ cũng như những bằng chứng thép thu thập được từ những tờ tiền đang có trong người Vũ trùng khớp với số seri trên số tiền mà gia đình chị Trúc chụp lại trước khi giao cho y. Không còn cách nào chối cãi, y đành cúi đầu nhận tội. Lúc này, khi vụ án tưởng chừng như được giải mã thành công, niềm vui của các chiến sĩ công an tỉnh Bình Thuận chưa kịp kéo dài thì tất cả như sụp đổ khi Vũ khai nhận y đã giết chết cháu Minh từ buổi chiều ngày hôm đó. Y kể lại, sau khi đã nướng sạch tiền vào cờ bạc, đang lúc túng quẫn, y có suy nghĩ bắt cóc cháu Minh để uy hiếp tống tiền gia đình chị Trúc.
Khi đến trường tìm không thấy cháu mình, y vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang dắt tay cháu mình đi bên đường. Vũ nhanh chóng quay lại và đưa cháu mình lên xe. Trên đường đi, Vũ nói: ra đây phụ anh làm cái này, rồi tí anh cho tiền ăn kem. Y chở cháu mình ra bãi dương ngay xã Bình Thạnh, thị trấn Liên Hương, thì cháu mình có đòi về. Trong lúc quẫn trí, y đã lấy dây nịt kẹp cổ cháu mình cho đến chết. Sau đó y đào đất chôn cháu ngay tại hiện trường, rồi bỏ về nhà nhắn tin tống tiền vợ chồng chị Trúc. Qua ngày hôm sau, lực lượng cảnh sát điều tra đã áp giải đối tượng Vũ đến hiện trường nơi xảy ra vụ án. Vụ việc thu hút đông đảo sự theo dõi của bà con. Tất cả đều thể hiện sự phẫn nộ đối với tội ác mà Vũ đã gây ra. Giọt nước mắt của người mẹ mất con trong đau đớn, tuyệt vọng, sự cả tin và chủ quan của gia đình đối với một số đối tượng mang trong mình dã tâm đến mất nhân tính. Dù sự việc đã được sáng tỏ, hung thủ đã được tìm ra, vụ án cũng đã khép lại, nhưng trong tâm trí của những chiến sĩ công an tỉnh Bình Thuận khi tham gia vào chuyên án vẫn luôn mang một nỗi niềm dày dứt, một chiến công chưa trọn vẹn. Chiều nay, sóng vẫn hiền hòa dỗ vào bờ, hàng dương vẫn reo những tiếng di du, như lời ru, như lời khóc than của biển.